Xin chào các bạn. Trong phần này, chúng ta sẽ áp dụng tìm last row để điền các giá trị theo yêu cầu và để thuận tiện hơn cho quá trình viết code tiếp theo. Trước tiên, chúng ta cần tìm hiểu về cấu trúc with and with và thuộc tính resize. Đầu tiên là cấu trúc with and with. Trong quá trình viết code, bạn có thể thường xuyên thực hiện nhiều câu lệnh cho cùng một đối tượng. Và việc lặp đi lặp lại cùng một đối tượng như vậy có thể làm cho đoạn code của chúng ta khó theo dõi hơn và khó khăn hơn khi bạn cần chỉnh sửa đoạn code. Do đó, sử dụng cấu trúc with and with sẽ giúp cho đoạn code vẫn phân biệt riêng các câu lệnh cho từng đối tượng cụ thể mà không cần phải lặp đi lặp lại đối tượng này. Từ đó, thuận tiện hơn cho quá trình theo dõi và chỉnh sửa code khi cần thiết. Cú pháp của cấu trúc with and with như sau. Mở đầu bằng từ khóa with, tiếp đến là đối tượng được chỉ định. Sau đó là các đoạn code có liên quan đến đối tượng được chỉ định này. Và cuối cùng kết thúc bằng từ khóa end with. Chúng ta cùng theo dõi ví dụ minh họa sau. Ở đây chúng ta có đoạn code với WS là biến đại diện cho một đối tượng. Cụ thể ở đây là workbooks với tên gọi là 2.declareVariables. Định dạng file là xlsm. Sheet với tên gọi là dimstart. Chúng ta thấy trong các câu lệnh bên dưới, biến WS được lặp đi lặp lại nhiều lần. Nghĩa là chúng ta muốn các câu lệnh này chỉ được áp dụng cho biến WS. Ở đây đại diện cho đối tượng được chỉ định ban đầu, đó là sheet dimstart có trong workbook 2.declareVariables mà không phải là biến đối tượng nào khác. Giả sử bạn cần thay đổi tên gọi của biến, chẳng hạn từ WS thành WSheet. Lúc này, bạn cần phải chỉnh sửa tên biến ở các câu lệnh này đến 4 lần. Và rõ ràng điều này rất bất tiện và có thể dễ bị sai sót. Do đó, chúng ta nên sử dụng cấu trúc with and with như sau. Bạn có thể thấy, thay vì lặp đi lặp lại đối tượng là biến WS nhiều lần, chúng ta chỉ cần chỉ định duy nhất một lần tại vị trí sau từ khóa with. Vì vậy, các câu lệnh bên dưới không cần phải lặp lại biến WS này nữa. Lưu ý rằng, chúng ta chỉ thay thế cho biến đối tượng WS. Các nội dung còn lại của câu lệnh vẫn không đổi. Và bạn đừng quên kết thúc cấu trúc này bằng từ khóa end with. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về thuộc tính resize. Thuộc tính resize là một thuộc tính giúp tạo ra một phạm vi mới từ phạm vi gốc. Cú pháp của thuộc tính resize như sau. Phạm vi gốc chấm resize mở ngoặc row size phẩy column size đóng ngoặc với row size là số lượng dòng có trong phạm vi mới và column size là số lượng cột có trong phạm vi mới. Chúng ta cùng quan sát bảng dữ liệu minh họa như sau. Giả sử ô A2 là ô gốc và bạn cần mở rộng thành phạm vi A2 đến E2, tức là toàn bộ dòng tiêu đề của bảng dữ liệu. Nghĩa là bạn muốn mở rộng thành một phạm vi mới có một dòng và 5 cột. Vậy bạn sẽ gõ là range a2.resize1.5 với 1 là số dòng của phạm vi mới và 5 là số cột của phạm vi mới. Trong trường hợp bạn muốn sử dụng cells thay cho range thì các bạn sẽ viết là cells 2.1.resize1.5. Tiếp tục, vẫn là ô gốc A2. Tuy nhiên lúc này bạn cần mở rộng thành phạm vi là toàn bộ bảng dữ liệu của chúng ta. Ở đây là các ô A2 cho đến hết E5. Vậy bạn sẽ gõ câu lệnh như thế nào? Lúc này phạm vi mới của chúng ta sẽ có 4 dòng và 5 cột. Vì vậy sẽ là range A2.resize4.5 hoặc là cells 2.1.resize4.5. Trong đó 4 là số dòng của phạm vi mới và 5 là số cột của phạm vi mới. Ở nội dung tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ áp dụng cách tìm last row có chứa dữ liệu, cấu trúc with and with và thuộc tính resize vào ví dụ minh họa. Tại sheet dimstart của workbook 2.declareVariables với định dạng là Excel macro, chúng ta cần nhập thông tin của nhân viên mới
vào các ô tương ứng ở cột N. Sau đó, click vào button Add New Start để hiện ra message box xác nhận việc bạn có muốn thêm thông tin mới vào hay không. Nếu click vào No, nghĩa là bạn từ chối, do đó sẽ không có thay đổi gì trên sheet này. Còn nếu bạn click vào Yes, thì lúc này thông tin vừa nhập sẽ được chuyển sang bảng dữ liệu Start Information tại dòng trống ngay bên dưới Last Row. Và đồng thời, các thông tin vừa nhập tại cột N cũng sẽ được xóa. Chúng ta cùng thực hiện yêu cầu này. Trước tiên, chúng ta cần khai báo các biến sử dụng trong đoạn code này. Biến Last Row đại diện cho dòng chứa dữ liệu cuối cùng. Biến WS đại diện cho sheet dim start nằm trong workbook 2.declare variables. Biến answer đại diện cho message box được hiển thị khi click vào button tương ứng. Sau đó, chúng ta sẽ gán các biến vừa rồi cho các đối tượng và các giá trị cụ thể. Biến WS đại diện cho đối tượng, ở đây chính là workbooks 2.declare variables.xlsm.sheetDimStart. Vì vậy, chúng ta cần có từ khóa set. Biến LastRow là biến đại diện cho giá trị, vì kết quả trả về sẽ là vị trí dòng cuối cùng chứa dữ liệu. Ở đây, cột làm gốc là cột thứ 2, ứng với cột Number có trong bảng dữ liệu. Lưu ý, chúng ta tìm LastRow của sheetDimStart. Vì vậy, chúng ta cần ghi rõ là WS. Với biến answer, thì kết quả dựa vào việc bạn chọn là giá trị yes hay no. Đầu tiên là trường hợp click vào yes, thì sẽ thực hiện các câu lệnh kế tiếp. Bạn nhớ gõ từ khóa kết thúc là end if, bởi vì trong phần này, chúng ta sẽ có rất nhiều câu lệnh. Việc gõ trước end if sẽ giúp bạn tránh bỏ quên từ khóa này. Ngoài ra, vì các câu lệnh phía dưới sẽ chỉ áp dụng cho sheet dim start, tức là biến WS mà chúng ta đã khai báo ở trên. Nên bạn cần sử dụng cấu trúc with and with. Lưu ý rằng, lúc này cấu trúc with and with phải chứa cấu trúc if and if, thì đoạn code mới không gặp lỗi, bởi vì cấu trúc if and if phải được gõ liên tục, không gián đoạn. Bây giờ, chúng ta sẽ gõ các code theo yêu cầu. Đầu tiên là chúng ta cần đánh số tự cho cột number. Vị trí cần đánh số là của dòng trống ngay bên dưới last row, ứng với cells last row cộng 1.2.value. Với last row là vị trí dòng cuối cùng có chứa dữ liệu. Do đó, vị trí dòng trống ngay bên dưới nó sẽ là last row cộng 1. Và cột cần đánh số thứ tự, tương ứng là cột thứ 2. Và giá trị của ô này sẽ là vị trí last row cộng 1 trừ 4. Tại sao chúng ta lại gõ công thức này? Bạn quan sát, last row ở đây là dòng thứ 20. Vậy dòng trống ngay bên dưới sẽ là dòng thứ 21, nghĩa là last row cộng 1. Và tại ô này, chúng ta cần đánh số thứ tự là 17. Tức là chúng ta sẽ không tính 4 ô đầu tiên, do chúng ta đánh số thứ tự từ dòng thứ 5 trở đi. Cho nên trừ 4 nghĩa là chúng ta bỏ qua 4 dòng đầu tiên. Chúng ta cùng kiểm tra kết quả. Số thứ tự là 17, do đó đoạn code của chúng ta vừa tạo là đúng. Các cột còn lại sẽ lấy thông tin từ các ô tương ứng ở cột N. Các bạn hãy chú ý màu sắc tiêu đề của các ô này nhé. Để thuận tiện, cô sẽ gõ các ô cần thêm dữ liệu mới của bảng Start Information theo thứ tự từ trái sang phải. Và cô sẽ chú thích tên gọi tương ứng để thuận tiện theo dõi và lập trình code. Nhắc lại, ở đây last row cộng 1 chính là vị trí dòng trống ngay bên dưới dòng cuối cùng có chứa dữ liệu. Cột 3 ứng với cột first name, cột 4 ứng với cột last name và tương tự như vậy với các cột còn lại. Tiếp theo, chúng ta cần xác định các giá trị muốn gán vào cho các ô trống này. Và các giá trị đó nằm ở cột N, tương ứng với cột thứ 14. Các bạn chú ý là thứ tự của các dòng này không khớp với thứ tự các cột của bảng Start Information. Trong đó, First Name và Last Name lần lượt tương ứng với dòng 4 và dòng 5.
Starting Line lại ứng với dòng 8. Department và Position lần lượt là dòng 6 và dòng 7. Và cuối cùng là Rate Gen Day là ở dòng 9. Sau khi thêm mới dữ liệu, chúng ta muốn định dạng các dữ liệu này. Chẳng hạn chúng ta cần canh giữa cho dữ liệu ở các cột E, S, G. Định dạng số có dấu phẩy, ngăn cách hàng nghìn và cách lề phải của ô một đoạn nhỏ. Và cuối cùng, thêm đường viền cho toàn bộ dòng dữ liệu mới. Ở đây, các bạn quan sát là chúng ta cần sử dụng đến thuộc tính resize. Lần thứ nhất với ô gốc là .cells last row cộng 1,5. Ứng với cột E là cột starting day trong bảng dữ liệu. Phạm vi mới cùng trên một dòng, nhưng có 3 cột, đó là E, S, G. Vì vậy, chúng ta viết là .resize 1,3. Lần thứ hai với ô gốc là .cells last row cộng 1,2. Ứng với cột B là cột number có trong bảng dữ liệu. Phạm vi mới lúc này cùng ở trên một dòng, nhưng có 7 cột, chính là 7 cột dữ liệu cần định dạng đường viền ô. Sau khi đã thêm mới dữ liệu vào bảng Start Information, tiếp theo chúng ta sẽ tạo lệnh xóa dữ liệu tại các ô tương ứng ở cột N. Các bạn lưu ý là cô chỉ xóa đến dòng thứ 8 bởi vì dòng 9 cô có cài công thức Excel để tìm ra Rate Gen Day bằng hàm XLOOKUP. Chúng ta cùng kiểm tra kết quả của đoạn code này. Giả sử như bạn thấy dòng dữ liệu cuối cùng này đã bị nhập sai và bạn cần xóa toàn bộ dòng này, thì cách nhanh nhất là chúng ta sẽ sử dụng lệnh delete. Các bạn còn nhớ là khi chúng ta sử dụng lệnh delete trong Excel thì sẽ có hộp thoại hỏi cách bạn muốn delete dữ liệu. Ở đây chúng ta muốn đẩy toàn bộ dòng dữ liệu ở phía dưới lên phía trên. Tại sao? Bởi vì trong sheet này chúng ta còn bảng dữ liệu Add New Start ở phía bên tay phải. Vì vậy chúng ta chỉ cần xóa 7 ô dữ liệu vừa được thêm thôi. Chúng ta cùng kiểm tra kết quả của đoạn code này. Cuối cùng, nếu như công ty của bạn muốn tính toán tiền lương theo tháng cho nhân viên, bạn có thể tạo một sheet tính lương theo tháng có dữ liệu được lấy từ sheet Deep Start này. Cách tạo một sheet mới có dữ liệu được copy từ một sheet cụ thể chúng ta đã tìm hiểu ở phần trước. Trong phần này chúng ta sẽ nâng cấp thêm hai yếu tố mới, đó là tạo một sheet mới có tên được đặt theo tháng và năm hiện hành. Và có thêm hai cột mới để thuận tiện cho việc tính toán tiền lương. Chúng ta cùng kiểm tra kết quả của đoạn code này. Như vậy, chúng ta vừa áp dụng last row, cấu trúc with and with và thuộc tính resize để thực hiện các thao tác thường gặp trong công việc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nội dung bài giảng ngày hôm nay. Chúc các bạn mạnh khỏe và ôn tập hiệu quả. Hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung bài giảng tiếp theo.